Và như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận chung kết, trận đấu quan trọng nhất của vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup năm 2022. Trận đấu giữa U13 Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ U13 Hà Nội. Đến với trận chung kết này thì ở trận bán kết, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã có một chiến thắng rực rỡ tới 6-0 trước đại diện tới từ PVF. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An họ sẽ thi đấu với trang phục toàn vàng và các cầu thủ U13 Hà Nội họ sẽ thi đấu với trang phục toàn đỏ ở trong trận đấu này. Ở trên khán đài, các cổ động viên cũng nhuốm màu sắc đỏ và vàng ở trên hai đầu khán đài của các của sân vận động Hòa Xuân. Để tiện cho quý vị và các bạn chúng ta theo dõi, tôi xin giới thiệu đội hình ra quân của hai đội như sau. Bên phía Sông Lam Nghệ An, họ xuất phát với thủ thành số 1 Phúc Quyết, số 2 Anh Đức, số 4 Văn Hải, số 5 Bảo Nam, số 7 Văn Quân, số 8 Minh Thủy, số 9 Văn Hiếu, số 10 Văn Lâm, số 11 Đức Trầm, số 14 Anh Tuấn và số 17 đó là Văn Tiến. Huấn luyện viên trưởng của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đó là ông Đặng Văn Tưởng. Giám sát trận đấu đó là ông Nguyễn Thái Bền và trọng tài thứ tư đó là ông Trần Huy Hoàng. Và như vậy thì trận đấu chung kết của vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup năm 2022 đã được bắt đầu. Ở trong hiệp một trận đấu này thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An họ sẽ chấn trung thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Văn Tiến sẽ là người thực hiện quả đá này cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An, một trong những kèo trái rất hay tới từ các cầu thủ áo vàng ở giải đấu năm nay. Có lẽ sẽ là một tình huống bóng bổng và chúng ta sẽ cùng chờ. Bóng bổng vào vòng cấm mà đó dường như đó là một tình huống đá thẳng của Văn Tiến. Và hiện tại thì các cầu thủ 13 Hà Nội họ cũng chỉ cắm mỗi Nhật Minh ở trên hàng công. Đây là Anh Đức, đường tạt bóng nguy hiểm ở cột đây, không được. Tình huống ra vào tốt tới từ thủ thành Cao Minh với Xuân Toàn là những cầu thủ chống bóng bổng rất tốt ở nơi hàng phòng ngự của các cầu thủ U13 Hà Nội. Bóng dài, bóng vô tình đập vào đầu của Văn Hiếu và trở lại. Nguy hiểm, đánh đầu, đã có sai lầm, đã có sai lầm ở nơi hàng phòng ngự của các cầu thủ áo đỏ. Và như vậy thì tỷ số được mở dành cho U13 Sông Lam Nghệ An. Lại là một tình huống bóng bổng rất nghiệt ngã ở pha bóng này. Đã có những tín hiệu không hiểu nhau giữa hàng phòng ngự của các cầu thủ áo đỏ cùng với thủ thành Cao Minh. 1-0 dành cho các cầu thủ xứ Nghệ. Chúng ta sẽ cùng coi lại tình huống này. Một pha bóng tưởng chừng như vô hại, tuy nhiên đó lại là cơ hội để cho các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Người ghi bàn dành cho Sông Lam Nghệ An đó là Văn Hiếu. Sân vận động Hòa Xuân buổi chiều ngày hôm nay không khí là rất tưng bừng tới từ cả các đội cổ động viên của Sông Lam Nghệ An, Hà Nội. Cùng với đó cơ hội dành cho cầu thủ Hà Nội, đây rồi, cơ hội quá đáng tiếc dành cho Cao Đăng Nhật Minh. Tiền đạo số 1 của U13 Hà Nội đã có cơ hội và thoát đi đối mặt với thủ thành Phúc Quyết. Tuy nhiên cú sửa lòng cuối cùng của Nhật Minh là không tốt. Bóng đã đi ra ngoài, rất đáng tiếc ở pha bóng này. Tình huống thoát đi rất hay tới từ Nhật Minh. Cú dứt điểm sau đó thì lại thực sự không tốt một chút nào. Đường chuyền về Khắc Hiền. Bóng được trả về cho Cao Minh. Và xử lý là khá phiêu lưu tới từ thủ thành Cao Minh. Và xử lý tới từ Minh Quang. Đường chuyền của Minh Quang, cơ hội dành cho hành lang bên phải. Trong tình huống bóng vừa rồi thì rõ ràng Nhất Long đã không có một tình huống đọc bài tốt ở bên hành lang bên phải. Người cắt bóng đó là Nhất Long. Được chuyển qua người rất hay, cơ hội tiếp tục đi qua người và đây là cơ hội dành cho cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Và như vậy tỷ số đã là 2-0 dành cho các cầu thủ áo vàng. Một bàn solo của Văn Hiếu, một cú đúp dành cho số 9 của Sông Lam Nghệ An trong trận đấu này. 2-0 là tỷ số của thời điểm hiện tại.
tình huống solo rất hay tới từ Trần Văn Hiếu và bàn thắng thứ hai đến với em. Một cú đúp cho một trận chung kết. Chúng ta cùng coi lại pha bóng này. Nhận bóng qua người và thoát đi rất nhanh, bỏ lại sau lưng tất cả những cái bóng áo đỏ và sau đó là hạ gục thủ thành Lê Cao Minh. 2-0 dành cho U13 Sông Lam Nghệ An ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Tình huống solo là không thể chê vào đâu được tới từ số 9 của các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An. Khó khăn chồng chất khó khăn đối với các cầu thủ U13 Hà Nội ở trong trận đấu này. Tốc độ nhanh và khả năng bứt tốc rất mạnh. Bóng bổng cho các cầu thủ áo vàng. Đánh đầu. Đường chuyền của anh Đức. Đường chuyền vào. Và đánh đầu phá bóng tới từ Khắc Thiện. Cơ hội vẫn còn cho các cầu thủ xứ Nghệ. Tình huống xử lý tới từ cầu thủ mà áo số 11 đó là Đức Trầm. Bóng bổng. Đánh đầu. Một loạt những tình huống đưa bóng vào vòng cấm tới từ phía các cầu thủ áo vàng. Hàng phòng ngự của U13 Hà Nội vẫn đang đứng vững trong những phút vừa qua. Minh Quang. Xuân Toan đã có lỗi rồi. Như vậy thì lỗi để bóng chạm tay tới từ một cầu thủ áo vàng. Và người đang nằm sân đó là Xuân Toàn. Vẫn là những tình huống chơi bóng không thực sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự của các cầu thủ áo đỏ. Tình huống băng lên rất nhanh tới từ số 10 đó là Phan Văn Lâm. Cơ hội dành cho Sông Lam Nghệ An, tình huống băng lên tới từ Văn Lâm. Chân trái đưa bóng vào, rất nguy hiểm. Pha đưa bóng vào của Văn Lâm không tới được vị trí của Văn Hiếu. Đường chuyền dài. Và tốc độ của Văn Hiếu, cơ hội không được. Phạt góc dành cho các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An. Những tình huống bứt tốc của Văn Hiếu tiềm ẩn rất nhiều những sự nguy hiểm. Vừa rồi thì Văn Hiếu lại một lần nữa xâm nhập vòng cấm của các cầu thủ U13 Hà Nội. Văn Hiếu đã vượt qua được Khắc Thiện. Dứt điểm ngay! Không được. Pha ra chân rất nhanh lại thuộc về Văn Hiếu. Văn Hiếu đang là cầu thủ chơi hay nhất của trận chung kết này. Tranh chấp là rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Và xử lý của Nhật Minh. Vâng, và như vậy thì tiếng còi kết thúc trận chung kết đã vang lên. Chức vô địch đã thuộc về U13 Sông Lam Nghệ An với chiến thắng 2-0 trước U13 Hà Nội ở trong trận chung kết. Đây là niềm vui của các cầu thủ áo vàng, những người con xứ nghệ đã chính thức đăng quang ở giải bóng đá thiếu niên toàn quốc Châu Á Cup năm 2022. Chức vô địch đã thuộc về các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An một cách hoàn toàn xứng đáng. Xin chúc mừng các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An với chức vô địch lần này. Và xin chia buồn với các cầu thủ U13 Hà Nội. Họ cũng đã có một giải đấu thành công. Tuy nhiên, ở trong trận chung kết này thì U13 Sông Lam Nghệ An là quá mạnh so với họ. Một trận đấu thuyết phục, một trận chung kết thuyết phục và một giải đấu thuyết phục của các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An đem về chức vô địch của họ cho giải đấu năm nay. Xin chúc mừng. Đến với giải đấu năm nay, U13 Sông Lam Nghệ An có được một đội hình là rất đồng đều và mạnh ở các tuyến. Một đội hình có chiều sâu và thi đấu rất ấn tượng ở giải đấu năm nay. Chức vô địch là xứng đáng đối với các cầu thủ xứ Nghệ.
ở giải đấu U13 này. Với chức vô địch của mùa giải năm nay, U13 Nghệ An còn đóng góp thêm vào các giải thưởng cá nhân như vua phá lưới với tới 3 cầu thủ ở trong đội hình của mình, đồng giải thưởng vua phá lưới với 5 bàn và một số lượng lớn ở đội hình tiêu biểu của giải đấu. Và chúng ta cùng nhớ những cái tên, những khuôn mặt này tới từ phía các cầu thủ của U13 Sơn La Nghệ An. Và chắc chắn rằng trong tương lai, những cái tên của U13 Sơn La Nghệ An sẽ tỏa sáng và đóng góp vào cho nền bóng đá nước nhà. Bởi tiêu chí của giải đấu của vòng chung kết bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc đó là chắp cánh tài năng. Và chắc chắn rằng những tài năng ở vòng chung kết năm nay sẽ chắp cánh bay xa và cao hơn nữa trong tương lai. Vâng, đây là chiếc cúp mà trưởng ban tổ chức giải cùng với ông trưởng nhà tài trợ sẽ trao cho các cầu thủ 13 Sông Lam Nghệ An. Xin chúc mừng các cầu thủ 13 Sông Lam Nghệ An. Vâng, khoảnh khắc lên ngôi của các cầu thủ áo vàng, và nó xứng đáng đối với chức vô địch năm nay.